Hôm nay, tôi kể cho các bạn nghe về một khía cạnh trong tình nghĩa vợ chồng thời nay, dựa trên một câu chuyện có thật. Dĩ nhiên, như thường lệ, tôi chỉ giữ lại nội dung chính, còn tên họ, địa danh và một vài tình tiết liên quan thì đã được hư cấu hoặc thay đổi cho phù hợp với nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của các nhân vật trong truyện. Tình yêu là chuyện muôn thuở của đàn ông và đàn bà, đặc biệt là khi những người khác giới sống cạnh nhau trong một thời gian dài. Đó là một trong những điều kiện cần và đủ để họ gắn kết với nhau. Họ nghĩ rằng tình yêu đồng nghĩa với sự tin tưởng, nên thường bất chấp những khác biệt và hậu quả phát sinh từ sự tráo trở của người kia. Câu chuyện này xảy ra từ hơn 10 năm trước, kể về hai người Việt Nam, một nam và một nữ, gặp gỡ rồi quen nhau khi đi xuất khẩu lao động tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sống và làm việc nơi xứ người nên họ mau chóng thân thiết và sau này trở thành bạn bè chí cốt, còn hơn cả ruột thịt. Phương, 29 tuổi, là một đầu bếp giỏi. Còn Lành, 26 tuổi, phụ trách công việc bồi bàn. Cả hai cùng làm chung tại nhà hàng Jin Tai Phùng ở phố Tây Nam Kinh, Thượng Hải. Phương là một chàng trai hiền lành, chân chất, tuy ít học nhưng có tinh thần cầu tiến, chí thú làm ăn. Biết mình đã phải tha phương cầu thực, nên anh luôn cố gắng trau dồi, nâng cao tay nghề để trở thành một người đầu bếp giỏi. Anh càng ngày càng được ông chủ quý mến, tín nhiệm. Năm đầu tiên, anh được trả lương tháng 8.000 nhân dân tệ, tương đương với 1.200 USD. Nhưng chỉ sau hơn một năm, chủ đã tăng lương cho anh lên tới 15.000 nhân dân tệ và cho anh lên làm phó sư phụ, tức là phụ tá bếp chính. Phương không thích la cà ăn chơi như phần đông thanh niên kiếm được nhiều tiền. Ngày nghỉ, anh chỉ tranh thủ nghỉ ngơi, lấy lại sức, hoặc nghiên cứu các món ăn mới, cải tiến thực đơn. Nhờ vậy mà chỉ sau 2 năm, anh đã được cất nhắc lên luôn hàng ngũ bếp chính. Điều đó đồng nghĩa với việc được tăng lương lên 3.200 đô mỗi tháng. Tiền kiếm được, anh tích cóp dành dụm và trích gửi một phần về quê nhà giúp đỡ cha mẹ. Lành tuy vào làm sau nhưng cũng rất được tin cậy. Cô có gương mặt phúc hậu, tính cách thân thiện và dễ hòa đồng, nên cũng được mọi người quý mến. Thu nhập năm đầu tiên của Lành chỉ bằng phân nửa của Phương, nhưng cô tiện tặng để dành, với hy vọng sau khi gom đủ một số vốn sẽ về mở quán ăn tại quê nhà. Cùng môi trường làm việc và ở chung khu trọ, sống bên cạnh một người đàn ông nghiêm túc, đáng tin như là Phương, lâu dần Lành cũng phát sinh tình cảm sâu đậm với anh. Nhưng tiếc thay, Phương chỉ xem cô là bạn bè thân thiết và chưa khi nào có cảm giác xao động, luyến ái. Anh sẵn sàng giúp đỡ và bên vực cô trong cuộc sống tha hương và chỉ thế thôi. Tuy nhiên, điều đó cũng đủ tạo nên sự cảm kích to lớn trong lòng người phụ nữ. Dù biết Phương không có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng Lành vẫn cứ yêu đơn phương và quen dần với cảm giác vô vọng. Cô tự nguyện âm thầm chăm sóc anh mà không mong đợi được đền đáp. Cô nghĩ rằng tình yêu là một thứ tình cảm trong sáng, vô vụ lợi, bắt nguồn từ sự cảm thông và ước muốn cho đi, không cần nhận lại. Mối tình một phía mà Lành dành cho Phương cứ kéo dài trong nỗi hy vọng mong manh, mơ hồ và chưa khi nào chấm dứt.
Nhưng rồi cô sớm lâm vào cảnh tuyệt vọng khi có một cô gái khác tên Dần mới từ quê sang làm bồi bàn tại Jin Tai Phung vào một năm sau đó. Dần mới 22 tuổi, cùng quê với Phương, là người mà anh thầm yêu trong những ngày còn ở quê nhà. Chính cô đã nhắn gửi nhờ Phương giới thiệu với ông chủ để xin cho cô vào làm việc tại đây, tạo cơ hội cho cả hai được gần gũi nhau nơi xứ người. Cơ hội chiếm trọn trái tim người đẹp khiến Phương hết lòng giúp đỡ. So với Lành thì Dần trẻ trung, xinh đẹp hơn nhiều. Nhan sắc rực rỡ của cô rất được chú ý tán thưởng của thực khách, dần dần trở thành nhân tố thu hút khách hàng cho nhà hàng. Nhờ đó mà cô mau chóng chiếm được lòng ưu ái của ông chủ. Dần là một cô gái khôn ngoan, xinh đẹp, nhưng cũng nhiều tính toán. Cô thích Phương không vì vẻ bề ngoài, mà nể phục tài năng cùng với sự thành công của anh. Hơn nữa, tính cách chàng trai quá thật thà, hiền hậu, luôn tạo cảm giác an toàn cho bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh. Anh ít nghĩ cho bản thân mà chỉ quan tâm đến người khác, nhất là người mình yêu quý. Tình yêu của Phương và Dần ghi dấu ấn trên khắp các nẻo đường của Thượng Hải. Anh cùng nàng rảo bước hàng trăm lần trên phố đi bộ Nanjing lộng lẫy, cùng nàng cầu nguyện may mắn trên cây mơ ước trong khu vườn cổ Yu Yuan. Sang Trung Quốc 6 tháng, Dần dọn về ở chung nhà trọ với Phương, và cả hai không tránh khỏi chung đụng xác thịt và sinh hoạt như vợ chồng. Anh đam mê đến nỗi từng thủ thỉ bên tai nàng sau mỗi lần ái ân cuồng nhiệt. Anh muốn cưới em, xa em là anh chết liền á. Thiệt không đó? Đứa nào nói láo trời đánh. Em cũng yêu anh nhất trên đời. Câu nói ngôn tình của Dần khiến chàng trai chìm nghỉm trong biển yêu đương bất tận. Nhưng cuộc sống chung chỉ kéo dài có vài tháng, thì một hôm Dần nhận được tin mẹ bị đau tim cấp tính rất nặng, phải mổ gấp. Nếu không sẽ khó qua khỏi. Cô vật vã khóc lóc chia tay Phương để tức tốc hồi hương. Anh an ủi người yêu: em cứ về lo cho mẹ, khi nào mẹ khỏi bệnh thì chúng ta sẽ làm đám cưới. Nhưng em nghe nói mổ tim tốn hơn 100 triệu, mà bây giờ em không có đủ tiền, phải làm sao đây? Đừng có lo chuyện tiền, anh đưa em 5.000 đô mang về lo cho mẹ. Yên tâm đi nhé, đừng khóc nữa. Dần ôm chặt người yêu mà trong lòng hết sức cảm kích. Người ở đây, kẻ ở kia, lời nhớ thương trao qua gửi lại không bao giờ dứt. Nhờ số tiền của Phương, mẹ của Dần thoát qua sự hiểm nghèo của cơn bạo bệnh. Cô nhắn cho người yêu: mẹ nói cảm ơn anh rất nhiều và đồng ý cho hai đứa mình lấy nhau rồi. Anh tính khi nào về lo đám cưới? Lúc này mẹ còn yếu lắm, em không thể qua với anh được. Nhớ anh quá hờ. Phương sung sướng, anh nói cả quyết: anh tính một năm nữa sẽ xin phép nghỉ 2 tuần để về thăm em và bàn chuyện đó. Cố gắng chờ anh nhé. Lâu quá hà, sao em chờ nổi? Ráng đi mà, anh phải ở bên đây lo làm việc kiếm tiền, dư giả một chút thì sau này cuộc sống của hai đứa mới bảo đảm được. Nhưng anh ơi, mai mốt mình lấy nhau thì ở đâu? Nhà cha mẹ hai bên có sẵn nhưng chật chội, lũ khổ em út thì làm sao mà ở chung? Anh có nghĩ rồi. Thế này nhé, hình như ở tỉnh mình á đang triển khai xây dựng khu đô thị mới, mà anh xem trên website thấy mô tả khang trang, tiện ích lắm.
họ có chính sách cho thanh toán theo tiến độ. Em ở nhà, lo vụ này giùm anh được không? Anh sẽ chuyển tiền cho em. Ồ, vậy hả anh? Em nghĩ mình lo được. Vậy em hỏi thủ tục đi, cần bao nhiêu thì nhắn anh gửi tiền. Dạ. Một tuần sau, Dần nói với Phương giá một căn nhà 120m², 2 lầu, 4 phòng ngủ, vị trí trung tâm của dự án, có giá hơn 3 tỷ đồng, tức là vào khoảng 130.000 đô. Thanh toán theo tiến độ, tức là sẽ nhận nhà sau khi ký hợp đồng khoảng 30 tháng nữa. Trước mắt, cô cần 15.000 đô để đặt cọc và ký hợp đồng. Dĩ nhiên là Phương vui vẻ đồng ý ngay. Anh nói: như vậy là sau 3 năm nữa, chúng ta sẽ có một căn nhà. Khi ấy, mình sẽ tổ chức đám cưới luôn thể. Coi như ăn mừng nhà mới, em ha. Anh nói làm em nôn quá hả? Nhưng bắt em chờ anh 3 năm, lâu quá đi. Cố lên em, chúng ta sống có mục đích hẳn hoi. Nên chờ đợi, đôi khi cũng là một hạnh phúc. Phải không nè? Hơn nữa, anh cũng cần có thời gian để gom đủ số tiền đó chứ em. Chờ hoài khổ thấy mồ, chứ hạnh phúc gì. Nhưng mà tội nghiệp anh quá hà. Ráng lên cưng, anh yêu em mà. Từ hôm Dần về nước, mối quan hệ bạn bè giữa Lành và Phương có cơ hội xích lại gần nhau hơn một chút. Dẫu sao ở đây chỉ có hai người là đồng hương, nên sự thân thiết cũng là lẽ thường tình. Huống chi lâu nay giữa hai người bạn có sự tin cậy dường như vô điều kiện. Sáng ngày hẹn chuyển tiền cho Dần thì Phương có việc đột xuất. Ông chủ nói hôm nay khách gần như bao trọn nhà hàng để đãi tiệc đông người, nên anh bận rộn không sao rước ra được. Cuối cùng Phương phải nhờ Lành đi chuyển kiều hối về nước giúp mình. Cầm một xấp tiền mặt dì cộm mà Phương nói gửi cho Dần, Lành không kìm được thắc mắc: nhiều như vậy sao? Có thể cho Lành biết lý do gửi tiền không? Ồ, đây là tiền Phương gửi mua nhà cho hai đứa, lo tương lai ấy mà. Lành giúp giùm mình nhé. Bận quá hả? Mai mốt tụi này đãi đầu heo. Dù trong lòng của Lành rất lăn tăn và cảm thấy bất an với việc làm của bạn, nhưng cô vẫn đi lo công việc giùm anh đàng hoàng. Cô chu đáo và cẩn thận ghi rõ mục đích là tiền Phương gửi mua nhà, và cất giữ phiếu thu của ngân hàng cấp cẩn thận. 3 tháng sau, Phương lại nhờ Lành một lần nữa, với số tiền gửi lần này lên đến 45.000 đô. Cô thắc mắc hỏi bạn: sao anh không đi mà cứ nhờ em hoài vậy? Em rảnh, còn anh bận tối mắt tối mũi, không thấy sao? Bạn bè để làm gì? Giúp giùm đi. Dẫu sao, em cũng rành thủ tục hơn anh. Tối nay, trả ơn bằng một chầu ăn vặt ở phố Nam Kinh nha. Chịu không? Tuy không thích việc này chút nào, nhưng cô vẫn giúp bạn trai. Hơn nữa, Phương hứa sẽ dắt cô đi chơi, thì sao mà từ chối được chứ? Cô biết tiền gửi về nước càng nhiều thì cơ hội của cô càng mất dần, nên lòng cô buồn hiu hắt. Đôi khi suy nghĩ về người yêu của bạn, cô thấy Dần có vẻ khôn ngoan, sắc sảo quá mức, mà những người hiền lành như Phương dễ dàng bị lấn lướt. Nhưng đó là chuyện của người ta, còn mình nghĩ gì thì cũng để trong bụng thôi. Nói ra sẽ bị cho là muốn phá đám vì ghen ăn tức ở thì kỳ lắm. Cuối năm đó, Phương xin nghỉ phép 2 tuần để về nước làm lễ hỏi với Dần. 2 tuần ngắn ngủi, nhưng anh cũng kịp giải quyết bao thứ việc. Trước tiên là đưa tận tay người yêu 50.000 đô
chuẩn bị cho đợt nộp tiền kế tiếp. Dần đưa người yêu đi xem công trình xây dựng còn đang dở dang. Tuy chưa hoàn thành, nhưng hình hài căn nhà tương lai quá đẹp, khiến anh rất hài lòng. Lễ hỏi diễn ra, dù không quá linh đình, nhưng đủ mặt hai họ và một buổi tiệc 10 bàn trong một nhà hàng sang trọng cũng khiến mọi người trầm trồ, mãn nguyện. Nhưng mọi thứ đều không thể sánh nổi với những đêm hai đứa bên nhau, ôm ấp, đắm chìm trong ái ân, nóng bỏng, mà cả năm nay đã phải nhịn thèm đến hết chịu nổi. Ngày tiễn anh trở qua Thượng Hải, Dần khóc như mưa. Cô nói thời gian xa cách, sao mà dài đằng đẵng. Anh vuốt tóc người yêu, hứa hẹn năm sau sẽ về. Trong thâm tâm, anh nghĩ rằng, dù chưa chính thức cưới nhau, nhưng đã ăn ở với nhau, biết bao đêm ân ái mặn nồng, đã chia sẻ mọi thứ, thì có khác gì tình chồng vợ. Chỉ còn một lần chuyển tiền, không nhiều nữa, là anh đã hoàn tất chuyện mua nhà. Phương khoan khoái nghĩ bụng, trong một năm cũng dư sức dành dụm đủ tiền để lo một cái đám cưới linh đình cho rỡ ràng hai họ. Một tháng sau ngày từ Việt Nam qua, anh nhờ Lành chuyển nốt 25.000 đô thanh toán đợt cuối để Dần chuẩn bị nhận nhà. Ở bên đây, anh mong ngóng từng ngày, chờ báo tin vui. Vì sau mấy năm làm lụng vất vả, anh cũng đã thực hiện được giấc mơ có một mái ấm khang trang, chẳng hề thua kém ai hết. Tâm trạng vui vẻ, Phương chia sẻ mọi suy nghĩ của mình cho Lành biết. Cô sẵn sàng chia vui với bạn, mà trong lòng không khỏi thấy ngậm ngùi, vì biết ngày giờ chia ly vĩnh viễn sắp đến. Nhưng kể từ lần đó thì tin nhắn từ cô vợ chưa cưới ngày càng thưa thớt, và không còn cập nhật tin tức cho anh biết chuyện gì rõ ràng cả. Anh nhắn hỏi: nhận nhà chưa? Sao lúc này em làm biếng nhắn cho anh vậy? Chưa anh à, nó dời ngày giao nhà vì chậm tiến độ cái gì đó. Kỳ vậy, em nhớ theo dõi nha, có gì cho anh hay liền nha. Dạ. Rồi là im luôn. Một tuần sau, vì quá sốt ruột, anh gọi điện đường dài mà không thèm nhắn tin nữa. Lần gọi đầu, chuông reo rất lâu, không thấy ai bắt máy. Anh phải gọi đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia mới có người trả lời. Alo, ai đó? Phương đây mà. À, Phương đó hả? Con Dần đi công việc, nó bỏ điện thoại ở nhà, để bác nhắn lại cho nhé. Dạ. À mẹ ơi. Nhưng bà đã cúp máy ngắt ngang, không đợi anh nói thêm gì nữa. Tự nhiên anh thấy lo lắng và không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao thái độ của người yêu lại thay đổi 180 độ như vậy? Mà đâu còn là người tình gì nữa, phải gọi là vợ chưa cưới mới đúng. Theo lịch trình thì đã đến thời điểm nhận nhà. Anh chỉ muốn dần livestream hay chụp ảnh ngôi nhà mơ ước để anh được vui vẻ, an tâm trọn vẹn. Nhưng sao nàng lại tỏ ra thờ ơ, giống như là không muốn nhắc tới chuyện này nữa vậy. Thấy bạn trai lúc này thường xuyên âu sầu, không vui, nên Lành tò mò. Cô bày tỏ thắc mắc: anh ơi, có chuyện gì buồn sao không nói với em? Có người để chia sẻ thì sao không trút ra cho đỡ nặng nề? Phương nói cho Lành nghe tất cả những băn khoăn của mình. Sau khi nghe xong, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: theo em thì dẫu sao cũng mới có một tháng, anh có đợi thêm vài tuần nữa xem sao. Biết đâu Dần đang có chuyện gì bận. Dù miệng thì nói vậy, nhưng thật ra Lành cũng không tin vào lời an ủi của mình, và cô thấy cần phải nói thêm. Muốn rõ thực hư, anh nhờ người trong gia đình tìm hiểu xem bên nhà gái có gặp chuyện gì không.
Hay là anh có thể nhờ bạn thân nào đó của anh giúp đỡ mà. Chứ chịu đựng như vậy chi cho khổ tâm. Ừ, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Anh liền gọi cho Thành, người bạn thân nhất mà anh có mời dự đám hỏi. Sau khi nghe bạn kể hết những băn khoăn lo nghĩ, Thành hỏi: cụ thể mày muốn nhờ tao làm gì? Tìm hiểu giùm tao xem Dần có gặp chuyện gì không. Đã nhận nhà mà tao gửi tiền mua chưa? Chỉ hai ngày sau, Phương có ngay câu trả lời. Thành gọi vào buổi chiều, lúc anh vừa về đến phòng trọ. Thành hớt hơ hớt hải nói với bạn: gia đình nhà Dần không còn ở chỗ cũ, họ bán nhà đi rồi. Phương kinh ngạc hỏi lại: là sao? Không còn ở đó thì ở đâu? Bình tĩnh, tao tới nhà của bà Dần thì thấy có người xưng là chủ mới đang cho người đập phá để xây dựng lại. Hỏi ra thì mới biết họ mua nhà này cả tháng nay rồi. Tao mới hỏi thăm: thế thì chủ cũ nay dọn đi đâu? Thì họ cho biết cả gia đình bà Dần đã dọn về nhà mới trên tỉnh. Tao nghĩ chắc là nhà của mày mua nên dò la và tìm tới tận ổ. Phương sốt ruột: rồi sao nữa? Thành nói tiếp với giọng điệu bức xúc, tức giận: tao gặp ngay Dần khi bước vào ngôi nhà còn sực nức mùi sơn mới. Mày biết bà đang làm gì không? Bà đang ngồi nói chuyện với một thằng thanh niên lạ hoắc. Có điều thằng đó đẹp trai, bảnh tỏn như người mẫu ấy. Tao hỏi thẳng bà: sao chị không trả lời các tin nhắn và cuộc gọi của Phương? Sao không cho Phương biết đã nhận nhà chưa mà để nó sốt ruột? Mày biết bà trả lời sao không? Trời ơi, nói lẹ lên, trả lời sao? Nhà nào của mày? Đây là nhà mẹ nó bỏ tiền ra mua, giấy tờ bà già đứng tên, chứ nhà nào của mày? Tao nghe bà nói vậy nên ớ ra, không biết trả lời sao nữa. Phương thấy mặt mũi xây xẩm, choáng váng như người bị trúng gió. Trời đất ơi! Dần nhờ tao nhắn với mày là bả xin lỗi vì đã có người khác rồi. Mày đừng có gọi hay nhắn tin gì nữa. Thì ra thằng bộ mới cũng đang ngồi nghe ở đó. Ngó cái mặt nhơn nhơn của nó, ta chỉ muốn giọng vô mặt. Tối hôm đó, Phương đi lang thang ra phố như kẻ mất hồn. Điều anh nghi ngờ đã biến thành sự thật. Anh vào một quán ăn, ngồi uống tì tì hết cả chai rượu Mao Đài trong nháy mắt. Trong cơn say mờ ảo và nước mắt nhòe nhoẹt, anh móc điện thoại ra gọi cho Lành. Em à, ra với anh đi, anh hết biết đường về rồi. Khi Lành đến quán, thấy anh nằm gục trên bàn mà cô không cầm được nước mắt. Nhìn Phương, cô đoán ra tất cả. Chỉ vì quá yêu mà anh đã bị lừa gạt đến nông nỗi này. Về đến nhà, sau khi tỉnh rượu, Lành hỏi han và nói cho anh nghe những gì có thể làm được. May ra có thể cứu vãn công sức suốt 3 năm cày cuốc nơi xứ người. Lành luôn chứng minh mình sáng suốt và có óc phân tích tốt hơn người bạn trai này rất nhiều. Cô hỏi: anh có cái gì chứng minh rằng tiền mua căn nhà đó là của anh không? Phương lắc đầu chán nản. Chứng minh kiểu gì? Anh không biết. Cô hỏi: anh có lưu lại những cuộc trao đổi trò chuyện của hai người về vấn đề mua nhà không? Ví dụ như tin nhắn chẳng hạn. Mắt Phương sáng lên. Thì mỗi lần chuyển tiền, tụi anh đều có nhắn tin qua Messenger của Facebook mà. Còn đủ trong điện thoại này chứ đâu. Thế hôm đám hỏi
có chụp hình nhiều không? Ồ, có chứ. Điện thoại của anh đầy nhóc hình đám hỏi nè. Còn cả hình hai đứa đi chơi ở Thượng Hải ngày trước nữa kia. Lành tỉnh táo, nói với bạn. Mỗi lần anh nhờ em, tất cả phiếu gửi tiền và phiếu thu của ngân hàng Thượng Hải, em đều cất kỹ. Hồi đó, tự nhiên em nghĩ phải giữ những thứ đó như là bằng chứng. Biết đâu sẽ có lúc phải dùng tới. Không ngờ đúng thật. Nhưng Phương lại không tỏ ra tin tưởng lắm. Anh nắm tay Lành. Bây giờ thì anh mới thấy chỉ có em là người tốt. Nhưng tiền đã mất rồi, khó mong đòi lại được. Coi như phải bắt tay làm lại từ đầu. Anh chán quá. Em nói thật nghe, anh khờ lắm. Chưa gì đã nản chí. Còn nước còn tát. Anh hãy thu thập đủ chứng cứ, bay về Việt Nam ngay, để đưa vụ này ra tòa án, đòi lại căn nhà. Nếu anh cần, em cũng sẽ về theo với anh làm nhân chứng. Phải làm sớm để lầu cứt trâu hóa bùn. Đúng như lời của Lành tiên đoán, chỉ cần đưa vụ việc ra trước pháp luật chậm hơn một tháng thì vấn đề sẽ trở nên rắc rối. Vì Dần và mẹ sắp sửa ký giấy bán lại căn nhà cho người mới với giá 5 tỷ. Hình như họ muốn phi tang chứng cứ để lấp liếm vụ sang đoạt thì phải. Thời gian đó bắt đầu thời điểm cơn sốt nhà đất đang bùng lên trên toàn cõi Việt Nam. Còn một chuyện động trời nữa mà bây giờ tình cờ phát hiện ra. Mẹ của Dần chưa hề mang bệnh đau tim gì cả. Luật sư xác nhận tất cả những chứng cứ như lời Lành nói đều giúp ích cho việc điều tra. Và trước tòa, Phương đã chứng minh được anh là người chuyển tiền mua nhà để chuẩn bị làm đám cưới cho hai đứa. Nhưng té ra, nhà thì bà già vợ Hục đứng tên, còn người yêu thì lang chạ với một gã trai khác. Vụ án đó được chuyển qua thành án hình sự vì bản chất vấn đề là lợi dụng tình cảm để lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản. Và dĩ nhiên tòa xử Phương thắng kiện, anh lấy lại được căn nhà. Một năm sau, anh cũng tổ chức đám cưới. Dĩ nhiên là với cô bạn gái thân thiết, nay đã trở thành người vợ yêu quý nhất đời. Anh chợt nhận ra rằng có khi phải trải qua biến cố lớn lao mới nhận ra đâu là tấm chân tình hiếm có. Và hơn hết, nếu anh hiểu biết pháp luật hơn một chút và đừng quá tin người thì sẽ không suýt mất tất cả tài sản. Nhưng thật may mắn, anh chẳng mất gì mà lại còn được một cô vợ giỏi giang, chân tình mà không phải ai cũng muốn có mà được. Sau khi lấy lại căn nhà, anh đã bán nó với giá 5,5 tỷ cho cái người từng muốn mua lúc Dần đang ở đó. Anh không muốn giữ lại dấu vết gì của Dần và cũng chưa vội mua nhà khác. Giá cả bất động sản lúc này đang nhảy múa loạn xạ, chưa biết điểm dừng. Hai vợ chồng Phương và Lành quay trở lại Thượng Hải, tiếp tục làm việc theo lời đề nghị của ông chủ cũ. Khi người ta có đôi có cặp, có công việc, hái ra tiền, lại có một trương mục ngân hàng cỡ bự, thì tương lai màu hồng đang mở ra trước mắt họ, sáng lạng hơn lúc nào hết.